Trần Hạo Dân, na cha hết thời, chật vật kiếm tiền nuôi con. Không ai ngờ rằng ở tuổi trung niên, Trần Hạo Dân lại có cuộc sống khốn khó dù đã từng là ngôi sao nổi tiếng. Nhiều năm trở về trước, Trần Hạo Dân chính là một trong những tài tử được yêu thích vì diễn xuất ấn tượng, góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám. Nhưng vài năm nay, sự nghiệp của Trần Hạo Dân chững lại vì mối lo cơm áo gạo tiền. Anh phải nuôi 4 người con trong khi người vợ trẻ ở nhà làm nội trợ. Không giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa, ở tuổi 50, Trần Hạo Dân vẫn không ngừng làm việc, đóng phim. Mục đích của anh là kiếm thật nhiều tiền để chi trả cho cuộc sống của 5 miệng ăn trong gia đình, chính là vợ và 4 người con. Năm 2020, kinh tế khủng hoảng về Covid-19, các hợp đồng tại Hồng Kông của Trần Hạo Dân không có nhiều. Anh phải tìm cơ hội phát triển tại Đại Lục. Điều bất ngờ là nam nghệ sĩ sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình, những mong có các dự án mới. Nói về chuyện giao kéo của mình, Trần Hạo Dân chia sẻ, đã là nghệ sĩ không chỉ cần biết diễn xuất hay ca hát, mà còn yêu cầu phải có ngoại hình ưa nhìn. Người người đều đi làm đẹp, tôi cũng không ngoại lệ, tôi già rồi cũng cần phải trùng tu đôi chút. Tuy nhiên, hào quang sự nghiệp của Trần Hạo Dân đã không còn. Dù tham gia tới 17 bộ phim lớn nhỏ nhưng các tác phẩm của anh bị chê, ném đá thậm tệ vì chất lượng thấp. Nhiều người còn bình luận mỉa mai Trần Hạo Dân ăn mày dĩ vãng khi liên tục nhận lời mời đóng vai tế công, vai diễn từng khiến tên tuổi của anh nổi đình nổi đám trong quá khứ. Thực tế, khi sự nghiệp bắt đầu tụt dốc, tuổi tác ngày một lớn, Trần Hạo Dân không còn được các đạo diễn trọng dụng như trước. Hơn thế, áp lực kiếm tiền nuôi vợ con khiến cho nam nghệ sĩ chẳng thể chọn được một dự án tốt để phát triển. Anh liên tục đóng các tác phẩm mì ăn liền rồi nhận tiền. Bởi vậy, trong khi bạn bè ngày càng có chỗ đứng vững chắc vì chọn phim, tìm vai diễn chất lượng, Trần Hạo Dân mãi chẳng thể vươn lên, anh bị bạn bè bỏ xa. Hơn thế, chuyện vợ anh tưởng lệ xa không đi làm mà chỉ ở nhà chăm 4 đứa con cũng khiến cho Trần Hạo Dân vất vả hơn. Thực tế, sau khi sinh con cho nam tài tử, sức khỏe của Tưởng Lệ Sa ngày một yếu vì sự hy sinh của bà xã dành cho mình và các con. Trần Hạo Dân chưa từng phàn nàn và yêu cầu cô ra ngoài kiếm tiền. Hơn thế, trong scandal sàm sỡ đồng nghiệp kém 23 tuổi năm xưa, Tưởng Lệ Sa cũng dần lòng tha thứ càng khiến anh kính nể người phụ nữ bao dung này. Những năm 1990, Trần Hạo Dân từng là nghệ sĩ rất được yêu thích. Anh nổi đình nổi đám với các vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ, Tây Du Ký 2 năm 1998, Đát Kỷ Trụ Vương, Tân Tế Công. Những năm tháng đó được coi là thời đại huy hoàng của Trần Hạo Dân. Người ta đánh giá cao khả năng diễn xuất của tài tử điển trai này. Thời bấy giờ, Trần Hạo Dân trở thành ngôi sao Hồng Kông sáng giá trong dòng phim truyền hình. Sau khi các tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, Ngân Thử, Chuyện Tình Trên Mạng, Trang Cơ Công Chúa được phát sóng, Trần Hạo Dân có lúc đã qua mặt cả hai ngôi sao Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa về đội nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh trở thành nam diễn viên Hồng Kông đáng yêu nhất trong mắt khán giả. Ngoại hình không phải là tất cả, thái độ và cách cư xử khi làm việc và trong cuộc sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi không cho rằng mình đẹp trai, nhưng được bình chọn như vậy cũng cảm thấy thú vị. Trần Hạo Dân từng chia sẻ khi thấy tên mình xuất hiện trên các cuộc bình chọn. Nổi tiếng lại đóng phim hay, Trần Hạo Dân được nhiều người đẹp vây quanh. Trước khi trở thành chồng của Tưởng Lệ Sa, anh có danh sách những người tình đều là những cái tên sáng giá như Sa Thi Mạn, Diệp Tuyền, Phạm Bằng Bằng. Nhưng cuối cùng cô gái anh chọn lại là người mẫu ít danh tiếng Tưởng Lệ Sa và có với cô 4 người con chung. Không còn là tài tử được yêu thích nhất năm xưa, chẳng thể bằng bạn bè đồng trang lứa, Trần Hạo Dân của hiện tại bị liệt vào danh sách những nghệ sĩ hết thời. Nhưng vì vợ và con mà anh bắt buộc phải tiếp tục đóng phim kiếm tiền. Có tin tức tiết lộ hiện tại Trần Hạo Dân và Tưởng Lệ Sa phải chuyển khỏi căn hộ cao cấp có hồ bơi bên ngoài, phong cách rộng rãi ở khu đắc địa của Hồng Kông với giá thuê 20.000 USD một tháng, tương đương 461 triệu đồng một tháng để tiết kiệm chi phí. Được biết căn nhà hiện tại của Trần Hạo Dân có giá mua là 5,8 triệu USD, 133 tỷ đồng. Cuộc sống của gia đình anh ở đây rất yên ổn. Nam tài tử cho biết, với nhiều người giá của căn hộ như vậy là cao, nhưng gia đình chúng tôi có tới 4 đứa trẻ. Hai vợ chồng muốn con có cuộc sống tốt nhất. Các bé đang lớn dần lên, phải có phòng riêng, không thể ngủ cùng cha mẹ được nữa. Việc mua nhà riêng giúp chúng tôi tiết kiệm tiền. Được biết, Tưởng Lệ Sa không còn ở nhà làm bà nội trợ mà lên mạng bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Vì là vợ của Trần Hạo Dân nên cô được khá nhiều người tin tưởng mua hàng. Nhưng từng có thông tin Tưởng Lệ Sa bán hàng nhái, không chính hãng. Đối với tin tức này, bà xã của Trần Hạo Dân không lên tiếng giải thích.